Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 7, bộ sách Global Success trên trang web OLM. Nhìn hình ảnh này, các em nghĩ đến lễ hội nào? À, chúng ta thấy có bánh trung thu, có ánh trăng sáng, có đèn lồng và đó chính là Tết Trung Thu. Trong bài học lần này, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về các lễ hội trên thế giới. Unit 9 Festivals around the world. A closer look one. Phần đầu tiên, từ vựng. Vocabulary. Lễ hội đầu tiên chúng ta nhắc tới đó là Mid Autumn Festival. Tết Trung thu, các em còn biết thêm những lễ hội nào nữa? Cô có những bức ảnh đại diện cho các lễ hội. Các em hãy cho cô biết đây là những lễ hội nào. Chúng ta thấy những quả bí ngô được khắc thành những hình đáng sợ, trên đầu còn có đội mũ của phù thủy. Đây chính là lễ hội Halloween. Halloween. Tiếp theo đây là bữa tiệc lớn với các loại bánh trái, đồ ăn. Đặc biệt, còn có món gà Tây thật to ở giữa. Đây chính là Thanksgiving. Lễ tạ ơn. Tiếp theo là ngày lễ rất quen thuộc với cây thông Noel được trang trí lấp lánh và rất nhiều quà được đặt ở phía dưới, đây chính là Christmas, lễ Giáng sinh. Lễ hội tiếp theo có biểu tượng là hình chú thỏ với những quả trứng sô cô la đầy màu sắc, đây chính là lễ Phục sinh, Easter. Ngày Chúa Phục sinh, tức sống lại. Và cuối cùng là một liên hoan phim nổi tiếng thế giới với biểu tượng là hình cây cọ vàng, đó chính là Ken Film Festival liên hoan phim Ken Mid-Autumn Festival Halloween Thanksgiving Christmas Easter Ken Film Festival các em có biết những ngày lễ này được diễn ra vào khi nào không cô có các ngày lễ và các thời gian diễn ra các em hãy điền đáp án thích hợp. Đầu tiên là Tết Trung thu. Tết Trung thu được tổ chức vào ngày 15 âm lịch tháng 8 hàng năm. Halloween là ngày lễ được diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Thanksgiving, lễ tạ ơn, được diễn ra vào ngày thứ 5 lần thứ tư trong tháng 11. Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12. Và cuối cùng, lễ phục sinh. Lễ phục sinh được tổ chức vào chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn dựa trên các phép tính toán học thường rơi vào hoặc sau ngày 21 tháng 3. Cô có 4 lễ hội với những hoạt động và món ăn đặc trưng cho các lễ hội. Dựa vào kiến thức thực tế, các em hãy điền thông tin thích hợp vào bảng. Vào dịp Tết Trung Thu, chắc chắn chúng ta phải ăn bánh Trung Thu, Moon Cakes. Và hoạt động phổ biến đó chính là múa lân, Performing a Lion Dance. Halloween Với món ăn phổ biến là quả táo được trang trí thành kẹo, Candy Apples. Bên cạnh đó, mọi người còn khắc bí ngô thành những hình con quỷ. Kevin Pumpkins Thanksgiving, Lễ tạ ơn nổi tiếng với món ăn gà tây, turkey và mọi người sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn, having a feast. Và cuối cùng, đó là lễ Phục sinh, Easter. Lễ Phục sinh được tổ chức để mừng sự hồi sinh của Chúa Thiên giáo. Trẻ con sẽ thường tô màu vào trứng, painting eggs và trẻ con cũng thường được tặng những quả trứng làm bằng sô cô la, chocolate eggs. Từ đây, chúng ta cũng có những hoạt động thường được tổ chức trong ngày lễ. Một bữa tiệc lớn với những món ăn đầy đặn. Feast. Nhiều lễ hội còn tổ chức diễu hành. Parade. Hoặc có những xe diễu hành chở đầy hoa và người. Float. Trong nhiều lễ hội, người tham gia còn mặc những trang phục truyền thống. Costume. Feast. Parade. Float. Costume. Lễ hội cũng là dịp để tổ chức và tôn vinh các điệu nhảy truyền thống. Folk dance. Lion dance. thường được tổ chức vào lễ hội đầu năm trung thu. trong những dịp đón năm mới những sự kiện lớn không thể thiếu được những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Fireworks display. folk dance lion dance fireworks display Để củng cố lại từ vựng vừa rồi, các em hãy làm bài sau. Ở câu 1, chúng ta có special food, món ăn đặc biệt. Vậy từ cần điền chính là feast. Vietnamese people usually prepare a feast with a special food for Tet holiday. Người Việt Nam thường tổ chức những bữa tiệc lớn với những thức ăn đặc biệt cho ngày Tết. Trong câu thứ hai, chúng ta có thấy từ dressed, mặc, vậy từ cần điền chính là costumes. The children are dressed in Halloween costumes. Những đứa trẻ mặc trang phục Halloween. Câu thứ ba, covered, bao phủ, with paper and flowers, với giấy, và hoa. Từ cần điền chính là floats, xe diễu hành. The floats are covered completely with paper and flowers. Xe diễu hành được bao phủ với giấy và hoa. Câu thứ tư đáp án cần điền sẽ là lion dance. They are preparing the lion dance for the mid autumn festival. Họ đang chuẩn bị múa sư tử cho ngày lễ Trung thu. Và đáp án câu cuối cùng, fireworks display. There's a fireworks display on Han River in Đà Nẵng tonight. Tối nay sẽ có màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn ở Đà Nẵng. Chúng ta chuyển sang phần phát âm (pronunciation). Cô có những từ sau, các em hãy nghe và sắp xếp các từ vào hai cột. Cột đầu tiên, từ có trọng âm thứ nhất (stress on the first syllable). Cột thứ hai, từ có trọng âm thứ hai just on the second syllable. Costume. Prepare. Happy. Perform. Decide. Patient. Pumpkin. Attend. Đúng rồi. Những từ như costume, pumpkin, patient, happy có trọng âm thứ nhất, còn bốn từ còn lại có trọng âm thứ hai. Tiếp theo, các em hãy xác định từ loại của các từ này. Costume và pumpkin, đây chính là danh từ. Patient, happy là tính từ. Bốn từ còn lại bên này chính là động từ. Từ đây, các em hãy rút ra quy tắc trọng âm của những từ hai âm tiết. Just in two syllable words. Đúng rồi, đa số các danh từ và tính từ hai âm tiết sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn lại, đa số động từ hai âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Tuy nhiên, chúng ta cũng có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ những từ danh từ, tính từ có hai âm tiết nhưng trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. A slip, alone, machine. Believe, hotel. Các em để ý, những từ này đều có âm tiết thứ nhất đều được phát âm là âm ơ, uh, là một âm yếu. Vậy nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Một vài động từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất như copy, differ, enter, happen, listen. Chúng ta cùng làm bài sau để nắm chắc hơn quy tắc trọng âm. Ở cấp 1. Flower danh từ, clever tính từ, dancer danh từ. Ba từ này sẽ có trọng âm rơi bấm tiết thứ nhất. Parade động từ có trọng âm rơi bấm tiết thứ hai. Đáp án sẽ là A. Trong câu thứ hai, enter, happen đều là động từ đặc biệt có trọng âm rơi bấm tiết thứ nhất. Party danh từ có trọng âm rơi bấm tiết thứ nhất. Hotel Danh từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Đáp án sẽ là C. Tổng kết lại bài học về từ vựng, chúng ta đã học những từ chỉ các lễ hội và bên cạnh đó là những hoạt động trong lễ hội. Về phát âm, đó là trọng âm rơi vào những từ có hai âm tiết. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên trang web học trực tuyến OLM.